trải qua 2 năm đấy thì mình cũng cảm thấy là cái ngày hôm nay nó còn rất có giá trị đối với mình. Mình tên là Luân, năm nay 26 tuổi. Giống như bao nhiêu người khác, mình cũng muốn được cải thiện nhan sắc của bản thân. Trước khi đến với công việc hiện tại, mình từng là người đảm nhận vị trí media tại WinSmile, là người trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc tại Win, từ cơ sở vật chất, tay nghề của các anh em tại đây, những kỹ thuật mà Win sử dụng, sự quan tâm từ đội ngũ chăm sóc khách hàng. Mình tin vào những điều mình tận mắt thấy, càng tin hơn khi tường tận hiểu về những dịch vụ mà Win đem lại suốt khoảng thời gian mà mình gắn bó tại đây. Đó là lý do mà mình đã chọn WinSmile là nơi đổi diện mạo hàm răng thay vì những nơi khác. Đối với mọi người thì hôm nay có thể là hơi lạnh một chút này, rồi là hơi đường hơi bẩn, nhưng mà đối với mình thì thật sự là một ngày mà mình đã mong chờ từ rất lâu rồi, hơn 2 năm rồi. Mà hôm nay mình là một ngày rất vui đối với mình, đó là ngày mình được tháo niềng. Đối với mọi người thì có thể đau hoặc là sự vướng nó tạo ra từ cái bộ niềng cho bản thân mình, có thể là cái nó sẽ khiến mọi người rất khó chịu và muốn kiểu bỏ cuộc ngay lập tức. Nhưng mà có thể là với mình, lúc mà mình đặt ra quyết tâm là để niềng răng thì mình cũng là một độ tuổi khá là lớn rồi, tầm khoảng 23 rồi. Thì lúc ý có thể mình quyết tâm mình cao hơn thì mình chưa bao giờ cảm thấy là mình hối hận. Bởi vì mình nghĩ là đến cuối cùng, sau khi 2 năm mà mình bỏ ra thì cái kết quả mình đạt được sẽ như mình mong muốn. Và cũng may mắn rằng mình chọn được một đội ngũ bác sĩ cũng như là tư vấn viên rất uy tín là tại WinSmile, tiếp thêm cho mình thêm động lực để mình có thêm sức mạnh để có được một nụ cười đẹp đến bây giờ. Hồi bé thì mình thực ra mình cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng mà đến khi mà lớn rồi và mình kiểu suy nghĩ rõ ràng hơn về cái vấn đề là bây giờ mình sẽ phải giao tiếp với nhiều người hơn, và cũng như là giao tiếp là một cái vấn đề rất là quan trọng, thì lúc đấy mỗi khi mà mọi người có nhắc đến nụ cười hay là hàm răng của mình thì lúc ấy mình cũng khá là buồn. Và mặc dù lúc ấy có cười trừ một tí nhưng mà thực ra trong lòng rất buồn. Để đi hàm răng thì đến với mình từ rất lâu rồi. Từ cấp 3 thì mình đã luôn quan niệm là khớp cắn của mình nó không được bình thường như mọi người ấy. Nó bị ngược vào trong. Nhưng mà mãi đến lúc mà mình bắt đầu đi làm, dành dụm được tiền thì lúc đấy mình mới quyết định là tự bỏ số tiền mà mình làm ra đầu tiên đấy để dành cho bản thân, và mình quyết định đi niềng răng. Và mình suy nghĩ là đến bây giờ thì nó vẫn là một quyết định đúng đắn. Hồi xưa lúc mà mình 23 tuổi để quyết định niềng răng, bỏ ra một số tiền lớn thì đúng là rất là khó. Và lúc đấy thì mình có hỏi những bạn tư vấn viên tại WinSmile, thì rất may mắn là WinSmile luôn hỗ trợ mình hết mức có thể. Và lúc đấy mình rất vui vì mình có cơ hội là được trả góp, chứ không phải là kiểu trả một khoản tiền lớn cụ thể từ lúc đầu. Thì như thế rất khó với những bạn mà thời gian đầu tiên vừa mới đi làm đã phải kiểu tự niềng răng mà không muốn kiểu nhờ đến bố mẹ. Thì mình rất vui bởi vì mình có thể kiểu sớm hơn dự định có một hàm răng mình mong muốn, chứ không thì nếu mà để tích góp được một khoản tiền lớn như vậy thì cái dự định của mình nó sẽ bị chậm đi, và có thể là đến khi mà mình tích được cái khoản tiền lớn đấy thì ham muốn, cái sự quyết tâm của mình nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nên là nếu mà các bạn đã có quyết tâm thì hãy ngay lập tức đến nha khoa và thực hiện nó ngay lập tức, chứ đừng delay nó.
mà đi niềng răng, mình cũng có chia sẻ với bạn gái mình, lúc đấy là bạn gái, thì cũng chia sẻ rất nhiều, và thì cô ấy cũng đồng ý. Và thực ra thì sau khi đi niềng răng thì cũng có nhiều lần là bảo là tại sao phải niềng cái thứ thế này kia, nhưng mà sau khi thấy kết quả thì đương nhiên cô ấy rất hài lòng và mình cũng rất vui vì đó. Ngày hôm qua thì mình đã kiểu suy nghĩ rất nhiều để cho hôm nay tới nhanh. Nhưng dù sao thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ nhớ bộ răng sắt này, bởi vì dù sao thì nó cũng đã gắn bó với mình 2 năm liền. Đối với nhiều bạn thì mình đọc mình còn cảm thấy các bạn còn ghi là kiểu bỏ ra là không quen, nên là mình không biết là tí nữa cái cảm xúc mà lúc mà mình gọi là sao nhỉ, giải thoát khỏi bộ niềng răng này thì như thế nào. Như các bạn đã thấy thì hiện tại mình đang ngồi tại ghế răng ở phòng khám WeSmile. Thì đây là bác sĩ Thuận, người đã trực tiếp điều trị cho mình trong suốt 2 năm vừa qua. Em thì đang hồi hộp đấy ạ, còn anh thấy nào? Thì đấy tôi giảng chung các bạn mà, thì anh bị anh tháo nhiều rồi nên cũng bình thường. Bạn vừa mới thấy các cảnh trên thì mình vừa mới giải thoát khỏi bộ niềng xong. Thì thực sự là cũng không như mình nghĩ lắm, nó cũng không đau đến mức ý. Cảm giác ban đầu là nó hơi lạ lạ trong miệng. Có lẽ là thời gian 2 năm thì nó cũng có một cái gì đó nó gắn kết giữa cái niềng với lại mồm mình rồi. Nên là hiện tại thì mồm nó vẫn đang nhớ. Mình cực kỳ ấn tượng với kết quả như này. Đã bao lâu rồi các bạn không tự mình cắn quả táo. Hãy tiếp tiếp cuộc hành trình của các bạn tại WeSmile. Đồng hành cùng nụ cười hạnh phúc, thành công của người Việt. WeSmile, thành công từ những nụ cười.